Bạn có sao không vậy? Mình không sao. Yên tâm đi, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt bạn đâu. Bạn tên gì vậy? Mình tên Giả Lạc Nghi, còn bạn? Mình tên là Trình Phong. Không hiểu nổi anh. Anh cũng đâu phải thiếu tiền xài, sao phải tới chợ đen đánh quyền kiếm tiền làm gì? Anh coi bị thương khắp người rồi kìa. Chai thuốc này vừa chống viêm vừa có thể xóa sạch sẹo, nhớ phải bôi đó nha. Chào mừng. Chuyện cô kêu tôi điều tra được rồi. Gần 10 năm nay, bên cạnh Mã Diệu Tổ có không ít phụ nữ, toàn bộ đều là chơi qua đường. Đây là nữ diễn viên từng đóng vài bộ phim điện ảnh, tên là Mandy Lâm, rất thần gia hắn. Anh giúp tôi điều tra tiếp nha. Tôi muốn biết quan hệ Mã Diệu Tổ với cô gái này thân mật tới mức nào. Chuyện này quan trọng với cô lắm sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Bao nhiêu năm nay mỗi đứa cờ tôi đi cũng chỉ vì muốn làm tốt chuyện này thôi. Mày bước ra đây cho tao. Bước ra đây. Tại sao mày không phải là con gái của Thế Hoành? Chú nghĩ tao có thể gả vào nhà họ Mã? Cũng vì mày mà bà Lưu Ái Hoàng đó mới không cho tao bước vào nhà. Mày là đứa con quan. Mày bước ra đây. Ôi trời ơi, có người nhảy lầu kìa. Hồi đó bà ấy không cho má tôi gả vào làm người nhà họ Mã, còn hại chết bà ấy. Vì vậy bây giờ tôi nhất quyết phải gả vào nhà họ Mã làm người nhà họ Mã. Không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái. Nếu như là con trai thì tất cả những thứ thuộc về nhà họ Mã đều có thể lấy lại hết.